Xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn trở lại với kênh Phan Cảnh Vlog. Thì hiện tại Cảnh đang có mặt tại mộ của cậu Năm Vũ Linh cả nhà ơi. Thì hiện tại thì khách viếng mộ cậu Năm cũng khá là đông rồi. Nè. Để em lại gần quay cho cả nhà xem. Đây cả nhà ơi. Thì buổi trưa thì cũng có cúng heo quay cho đứa bánh mì cho cô Năm với Linh cái nhà ơi. Cảm ơn tình cảm của anh Hoành Nám ạ, Hoàng Nám ạ. Dành phần quà này cho nghệ sĩ Vũ Linh đúng lúc. Cảm ơn anh nhiều. Cũng các bài giọng. Về cái lương thì có mình đi làm nay được nghỉ rồi tâm cứ làm nhà đi ra lấy kèm rồi mình phải che tâm tôi chạy xe giám đốc tôi cũng chạy xe của công ty của đi Tiger đó hôm nay con thấy chắc chú là rất là yêu mến chú mà chạy vui lắm ha. Tại vì còn đây dòng cái lương thì lên đây cũng xa như lên đây quán đường sắt đây. Từ ăn trưa lên đây đấy. Dạ ăn đúng rồi. Lên đây. Dạ. Như ngã ba dòng á. Vâng. Ốc môn. Đường xá thì xá xôi, thời tiết thì không ủng hộ. Rồi các chú tấm thể một người miến mồ để lấy danh mình nhận nhãn thật là tuyệt vời. Phía bên ngoài có đoàn xe 16 xin chào các chú ra cho mọi người tiếp đồng đấy. Xe lớn à. Sau chia sẻ của chú mình là nhìn thấy đoàn khách từ thành phố Hồ Chí Minh mất đánh chứ là cái dài đâu cái nào chưa xong rồi chưa đó làm chú về cảm ơn nhé chào chú về thành phố lên đây những nơi không ở Kim Bút Cà Mau quá đông quá nhỉ. Ơi, chụp có một kiểu đi. Tấp ơi. Dạ. Các chị các chú này là ở Cà Mau đó. Thế này. Ờ, hẹn tính tỷ chụp hình nha. Tài xế hả? Tài xế và tài xế miền Tây chứ không tài xế ở đây. Chụp được chưa? Chưa, em chụp máy em rồi. Nhanh nhanh đi về không có kịp chiếc xe nữa. Có người che cho đồng hòa chụp là cho nên nét nha. Chụp nào? Nắng nắng vậy anh Thắng. Đứng đó giờ nổi nha. Rồi đứng, lâu rồi nha. Bảo chụp cho chị nhé. Được chưa? Em gửi cho anh, máy lâu quá. Hai hai anh em. Ừ. Anh Cà Mau đúng không? Đất mũi Cà Mau. Vượt sông vượt biển lên đây 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 coi. Qua đây nè. Rồi được chưa? Từ đất mũi lên tới chạy qua biết bao nhiêu cái cầu. Chưa biết em đi tới 12 tiếng đồng hồ mới lên tới đây đó. Nữa hả? Lỡ rồi. Chụp luôn. Quá tuyệt vời. Thì phía bên ngoài thì Hoa Viên cũng có chở một cái xe tải tới nữa nha. Bông hoa tới đây nè. Đây nè. Đây nè cả nhà. Quá rồi. Bông hoa quá trời. Không. Không qua dậy đâu mà hát. Hát chèo nữa không anh? Không. Anh hát canh câu tặng cho cậu Năm ơi. Không biết hát bài hát đại cũng được hả? Dở cũng không sao. Di cư. Mai bắt xe lên
Ước bài áo mới Cà Mau đi, cậu Nam hát bài đó hay không? Không biết hát đâu mà. Tình cảm của đi, đi nhanh, cô chế trên xe. Tạm biệt cậu chủ nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều cả nhà ơi. Đã dành thời gian quý báu mình ở đây với mộ cậu Nam. Đây cả nhà, đây xe đến từ Cà Mau cả nhà ơi. Chiếc xe này chắc hai mấy chỗ cả nhà. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Thì Hoa Duyên đang vận chuyển hoa đến để trồng quanh mộ con Năm luôn cả nhà ơi. À, cả nhà nhìn thấy nè, cũng rất là đẹp rồi đó. Phía bên đây thì có chú đang đi đường nước, ống nước đang tưới hoa cả nhà. Đây những đường nước này tưới hoa tự động luôn cả nhà ơi. Đây những cây tưới nước tự động hết luôn nè. Đây cả nhà. Đi với mình bây giờ là tôi đứng đó đi tới nhà mình, tôi ở có nhà người quen ở đây, còn có người em ở cầu Hà Hên đó, ngay chợ cây dừa không biết không? Dạ, Phú Cường hả? Cậu Phú Cường, Phú Cường vô đây cũng xa. Còn lại vô đây bằng gì? Anh em đi xem cháu chở mai vợ nội kia, mai bà đổi đi xem. Là anh em nội cúng mà bữa nay là nhà viện du linh nào nội cúng con mai nội về quê từ giả các con quy viên. Con cũng chúc cho bà nội nhiều sức khỏe. Chừng nào này cúng quả gì Vũ Linh á là điện cho mình được bà nội biết. Dạ. Bà nội xuống cúng tiếp. Bà nội xuống cúng tiếp hả bà nội? Dạ. Trời ơi thương mình. Số điện thoại cho cái thằng giáo gì đó. Con biết rồi, để có gì ảnh gọi cho bà nội nha. Vậy là nội về quê luôn hả nội? Mai về cơ. Dạ. Bà nội có cái miếng giấy nội ghi nãy đưa cho thằng kia là không biết nó có vô chưa, chừng nào con có vô thì Là để cho nội lên để thắp nhang cho năm à. Bà nội cúng quả gì hả con? Dạ dạ dạ. Nội ở xa. Dạ. Giấy nội ghi nè, nội ở chợ Đồng Kết, huyện Bù Đăng nè. À ngoài Bình Phước hả? Ở Bình Phước mà huyện Bù Đăng. Dạ dạ. Đồng Kết. Nghe chợ Bù Đăng đi vô. Dạ. Nè con coi con vô. Rồi rồi. Và cái đó để đồng ngoài ngoại có đưa cho anh kia rồi đúng không? Đưa anh kia chưa? Đưa cái này rồi. Dạ dạ rồi rồi, vậy là được rồi. Mà nó rồi nó trả lại nó thì bà ngoại quên thì nhắc bà ngoại. Dạ dạ. Nhắc nhở bà ngoại biết không con? Con thì ngày tháng con không nhớ. Nè. Không có để nhắc ngoại được, để có số ngoại nè con. Tài số 6 á. Tài dạ dạ dạ. Ấy con giữ miếng giấy con coi con vô. Đó. Bà ngoại có giữ lại không hay đưa con? Không, đưa con giữ cho lại. Rồi. Ngoại ở xa đó con. Dạ. Nên là bà vô ba bữa hả? Bà không bà con nhớ rồi vậy không? Nhớ không? Không con cái vô kỳ à. Rồi cảm ơn những lời chia sẻ của ngoại rất là nhiều của nhà ơi. Con cảm ơn ngay con ha. Dạ dạ. Cái dù trên xe bắt tay. Cái dù này là mua ở Trung Quốc luôn. À đây nha. Cái dù cái dù độ luôn cả nhà ơi. Cái này là nhập khẩu. Cái dù này là có giá là 10 triệu đồng cả nha. Nói chung là nó bị bẩm sinh. Sao giống vừa gọi lên quá vậy? Cái bản sao thôi. Bản sao hả? Bắt tay cái chỗ. À, nên kết thúc video luôn cả nhà ơi. Nói chung là cùng cha khác ông nội.